Phát Súng Ân Huệ, tác giả y sĩ thiếu tá Võ Thương. Sau khi tốt nghiệp, tôi đến đơn vị mới là bệnh viện một dã chiến ở Quảng Ngãi. Trước ngõ vào bệnh viện có cuộn dây thép gai kéo ngang và người lính đứng gác. Tôi từng ngần nhìn con đường đất lầy lội giữa hai hàng liều vải trên khu ruộng mía, sự khác biệt xa với những bệnh viện khang trang của trường y khoa Sài Gòn và những liều trại thô sơ này bỗng làm tôi chới với. Tôi đến trình diện với y sĩ trưởng, đại úy Vũ Bang và gặp những sĩ quan quân y khác. Bộ quân phục kaki còn nguyên nếp gấp của tôi hình như lạc lõng trong đám quần áo tác chiến bạc màu của các quân nhân trong đơn vị. Rồi tôi cũng quen dần với đời sống của một quân y sĩ trong vùng chiến trận sôi động này. Doanh trại đổi thay mau chóng, liều vải được thay bằng nhà gỗ mái lợp tập tôn, phòng giải phẫu có máy điều hòa không khí, hàng dương liễu hai bên đường vào bệnh viện đã lên cao ngang đầu người. Sáng hôm nay, trong buổi họp tham mưu tại Bộ Chỉ huy Sư đoàn 2, tôi được biết một tiểu đoàn thủy quân lục chiến vừa đến và đóng quân bên quận Sơn Tịnh. Người y sĩ trưởng của tiểu đoàn là Lê Hữu Sanh, bạn tôi ở trường thuốc. Sau buổi họp, tôi đi thăm bạn ngay. Qua khỏi cầu Trà Khúc chừng nửa cây số về phía bắc, tôi lái xe vào con đường lên núi Thiên Ấn. Không khí tươi mát của những vườn cây làm tôi nhớ lại những ngày thơ ấu sống ở quê nhà. Cuối con đường đất rợp bóng tre xanh, tôi nhìn thấy bóng dáng mấy người lính trên đồi, bên kia cánh đồng lúa. Lúc xe đến chân đồi, tôi gặp người lính gác, ngỏ ý muốn thăm Sanh và được dẫn đến căn liều của bộ chỉ huy. Nhìn thấy tôi, Sanh chạy ra, tay bắt mặt mừng. Chúng tôi đi lên đồi, đường dốc thoai thoải. Cả sườn đồi là một thảm cỏ xanh, gió núi thổi qua còn mát lạnh hơi sương. Bầu trời xanh lơ cao vút, dưới xa kia, dòng sông Trà Khúc như một dải lụa xanh mềm mại trên bãi cát trắng phau. Tôi nhìn Sanh đứng trên đồi giữa thiên nhiên bao la, cổ người cao lớn, da sạm nắng, mái tóc hớt cao. Sanh có vẻ chững chạc, uy nghiêm trong bộ quân phục thủy quân lục chiến. Tôi nghĩ thầm, người sinh viên trường thuốc hiền lành ngày xưa đã thay đổi nhiều. Sanh kể cho tôi nghe chuyện bạn bè ở trường, chuyện những kiều nữ của thủ đô, giọng Sanh chợt ưu tư. Bọn mình lặn lội khắp nơi, sống chết lúc nào không biết, về Sài Gòn. Tôi cảm thấy vô cùng chán nản khi nhìn thấy sinh viên xuống đường biểu tình ngày đêm. Tôi trở lại thăm Sanh vào ngày cuối tuần, trời vừa xế bóng, ánh nắng chói chang trên đồi cao. Tôi đến trước căn liều nhỏ khuất trong lùm cây, thấy Sanh ung dung đọc sách trên chiếc cán vải, ngực để trần, mồ hôi chảy thành dòng, hơi nóng trong liều bốc lên hừng hực. Sanh rủ tôi đi tắm xong, chúng tôi theo lối mòn đi xuống bến. Bây giờ là mùa nước cạn, dòng sông chảy gần bờ phía bắc. Những bánh xe đạp nước quay đều, đổ nước lên đồng mía. Sanh và tôi nhào xuống dòng nước mát lạnh, ngọt ngào, quên hết những lo lắng trong hiện tại, những ưu tư với thời cuộc. Sanh thách tôi bơi thi đến chỗ bầy cầu gãy đổ giữa dòng. Khi bám vào được những cây sắt cong queo, hang rỉ nhô ra trên mặt nước, hai chúng tôi đều thở dốc và cười vang. Chúng tôi leo lên ngồi vắt vẻo trên cây đà gần mặt nước, buông thõng chân trong dòng nước trong veo. Giờ tôi mới thấy chiếc quần tắm bó sát người thật đẹp của Sanh. Anh chỉ cho tôi xem chữ S hoa thiêu bên góc nét chỉ sắc sảo nổi bật trên nền vải màu nâu non. Bằng một giọng ngọt ngào, Sanh nói, của MH thiêu cho tôi đó. Sanh đưa mắt nhìn theo cánh chim trời bay về phương Nam, rồi quay lại nói với tôi, sau cuộc hành quân này, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Anh cố gắng thu xếp về chung vui với chúng tôi nhé. MH là sinh viên văn khoa. Mấy năm về trước, nàng bị lao phổi và nằm điều trị tại bệnh viện Hồng Bàng. Nhóm sinh viên trường thuốc thực tập ở đó kháo với nhau là đôi mắt của người bệnh lao đẹp long lanh khác thường. Tôi không tin nhận xét đó. Nhưng quả thật MH có đôi mắt đẹp trong sáng và hàng mi dài tha thiết. Một chiếc lá trôi đến chỗ chúng tôi, Sanh và tôi cùng khua chân nhẹ nhẹ,
cho đợt sóng nhỏ đưa đẩy chiếc lá khô bập bềnh trôi ra xa. Sanh cất giọng ngân nga, gần như hát, tuổi xanh như lá thu rụng cuối mùa, mộng về đêm đêm khát vần tráng ngây thơ, trong bài Bên cầu biên giới của tác giả Phạm Duy. Ngừng đây soi bóng bên dòng nước lũ, cầu cao nghiêng dốc trên dòng sông sâu. Về phía tây, mây trắng bay lang thang bồng bềnh, gió trên sông đã chớm lạnh, chúng tôi lội vào bờ. Trên đường về, tôi thấy những người lính thủy quân lục chiến nấu bữa cơm chiều dưới tàn cây. Mùi khói tản mát trong sương chiều. Tôi nói với Sanh nửa đùa nửa thật. Này Sanh, tôi có cảm tưởng như anh đang đi cắm trại trong sinh hoạt hướng đạo. Tôi ở tỉnh nhỏ này nhiều lúc buồn chán, ao ước đi đây đi đó như anh và thỉnh thoảng được về Sài Gòn. Sanh cười nhẹ rồi trả lời. Hành quân không giống như đi cắm trại đâu, địch pháo kích và tấn công bất ngờ lắm. Khi đến chỗ căn liều, Sanh nghiêm trang nói tiếp. Anh thấy đó, liều của tôi căn bên bờ hố cá nhân. Đêm nằm ngủ, nghe tiếng đẹp ba là lăn ngay xuống hố. Tôi bắt tay Sanh rồi lững thững ra về. Xuống đến chân đồi, tôi dần chân quay người nhìn lại. Ngọn đồi chìm trong hoàng hôn cô tịch, không một ánh lửa, không một bóng người. Tôi miên man nghĩ đến những đêm dài trong rừng núi, những hiểm nguy bất ngờ của người lính, của Sanh. Sáng nay, tôi đến bệnh viện sớm, những chiếc lá khô rơi là đà trong cơn gió thổi qua hành lang dài vắng vẻ. Hầu hết thương đã được chở đi Tổng Y viện Duy Tân tại Đà Nẵng để có giường trống cho thương binh của cuộc hành quân. Tiếng đại bác nổ dồn dập từ phía Tây Nam. Tôi nghĩ đến cuộc hành quân, nghĩ đến Sanh đang lặn lội giữa bom đạn mịt mù. Xe cứu thương bắt đầu chở thương binh đến bệnh viện. Phòng lửa thương trở nên bận rộn. Dưới mái tôn, hơi nóng hầm hập phản phất mùi bùn đất và mùi máu tanh. Từ khi mặt trận ở phía Nam quân đoàn 1 trở nên sôi động, bệnh viện 1 giả chiến thâu nhận nhiều thương binh và toán lửa thương làm việc rất mau chóng và hiệu quả. Đến phiên tôi vào mổ, người lính bị thương vì mảnh lựu đạn, gan, bao tử và ruột non bị lủng nhiều lỗ nhỏ. Cuộc giải phẫu kéo dài nhiều giờ. Tôi xem vết khâu lần nữa và yên lòng khi thấy màu hồng nhạt điều hòa trên khoang ruột non. Cắt mối chỉ cuối cùng, vừa ngẩng đầu lên, tôi đã nghe giọng nói điềm đạm của người chuyên viên đánh thuốc mê nói với tôi. Huyết áp 10/7, nhịp tim 90. Khẽ gật đầu tỏ dấu cảm ơn, tôi tháo bỏ đôi bao tay và chiếc áo mổ rộng thùng thình, uể oải bước ra khỏi phòng. Bên ngoài trời đã tối, tôi đi dọc hành lang về phía phòng lửa thương, nơi có ánh đèn neon sáng chan hòa. Phòng lửa thương đã vắng người, y tá đang thu nhặt những mảnh vải rách nát bằng cá nhân đẫm máu rơi rớt trên nền nhà. 5-3 người lính thủy quân lục chiến ngồi trên băng ghế chờ xe về hậu cứ, bộ quân phục tác chiến nhàu nát còn lắm bụi đường. Sau giờ đứng phẫu thuật, hai chân mỏi nhừ, tôi ngồi xuống bậc thềm trước phòng lửa thương, nhìn ra đêm tối, ánh hỏa châu sáng cả vùng trời phía Tây Nam. Thượng sĩ Mỹ, y tá trưởng khối chuyên môn, đem đến cho tôi nước đá lạnh. Anh ta nói vắn tắt cho tôi nghe công việc tiếp nhận thương binh trong buổi chiều. Nghĩ đến Sanh, tôi hỏi, ông có nghe tình hình cuộc hành quân như thế nào không? Thưa bác sĩ, hình như là đụng trận lớn. Một người trong nhóm lính thủy quân lục chiến nói chen vào. Thưa ông thầy, tụi tôi vừa vào đến đầu làng là đụng nặng. Tiểu đoàn trưởng, sĩ quan cố vấn Mỹ đều tử thương. Bác sĩ Sanh có sao không anh? Bác sĩ Sanh bị thương ở đùi. Tôi kéo ông ta vào nằm dưới bụi cây. Đến chiều thì bộ chỉ huy tiểu đoàn bị tràn ngập. Việc cộng nhào lên, gặp người bị thương là bắn chết. Tôi nằm trong bụi rậm, cách chỗ bác sĩ Sanh chừng 10 thước, nghe rõ ràng. Mày là bác sĩ à, tao cho mày phát súng ân huệ. Người lính thủy quân lục chiến ngừng nói, cúi đầu, cài điếu thuốc lên môi, khuôn mặt sạm nắng đượm buồn. Mọi người im lặng, tiếng dế rút ngoài bụi cỏ, nghe rõ mồm một.
Thượng sĩ Mỹ chợt lên tiếng, sư đoàn báo cho biết sẽ còn chuyến trực thăng chở thi hài đến bệnh viện. Tôi ngồi trên thềm nhà rất lâu, với nỗi thê lương ngấm vào tâm hồn, người tôi rã rời mệt mỏi. Khi nghe tiếng trực thăng đáp xuống phía sau bệnh viện, tôi theo người sĩ quan thủy quân lục chiến đi nhận xác. Tiểu đội chung sự khiêng những bông xô chứa thi hài sắp thành hàng thềm nhà xác. Tôi đến từng chiếc bông xô để tìm Sanh. Khi chiếc bông xô cuối cùng được mở ra, có người bảo là trực thăng bốc nhầm xác một quân nhân Mỹ. Tôi bước đến gần hơn, nhìn thi hài cao lớn với gương mặt méo mó, rồi nhìn mẫu băng cá nhân cột ngang qua đùi bên phải. Tự hỏi có phải là Sanh không? Tôi dùng kéo cắt dọc ống quần, từ đầu gối rọc thẳng lên gần bụng và nhìn thấy ngay màu vải nâu non của chiếc quần tắm với chữ S thêu. Tôi nói với người sĩ quan, đó là thi hài của Sanh và tỏ ý muốn khâu lại vết thương cho người bạn học. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa không khí. Thi thể Sanh được đặt trên bàn, tấm khăn trắng phủ đến ngang vai. Tôi đứng trước bàn mổ, lòng tê tái, ngần ngại, chưa muốn kinh động đến thi hài người bạn học. Trong giây phút tôi nhìn vào gương mặt méo mó của Sanh, nhìn vết thương tròn nhỏ dưới trán, lấm tấm vết nám đen của thuốc súng, gương mặt và xương sọ bể nát, mảnh da sau gáy rách tả tơi. Tôi cố xếp lại những mẩu xương, máu và óc chảy ra ướt đôi bao tay. Hơi lạnh thấm qua làm tôi rùng mình thảng thốt. Tôi khâu vết thương đằng sau gáy, sửa cho khuôn mặt bớt méo, dần dà đã thấy lại được đường nét quen thuộc của Sanh. Đôi mắt tôi bỗng nhạt nhòa, lòng bồi hồi thương tiếc. Mới hôm nào chúng tôi còn bơi lội trong dòng sông Trà Khúc, chiếc quần tắm màu nâu có lẽ là kỷ vật thương yêu nhất nên Sanh mặc vào người trước khi ra trận. Kéo tấm vải phủ qua mặt Sanh, tôi bước ra khỏi phòng. Trời đã gần sáng, những vì sao đêm chỉ còn rất lưa thưa. Y sĩ thiếu tá Võ Thương, y sĩ trưởng Bệnh viện 1 giả chiến năm 1965-1969, Tam Kỳ, tháng Giêng năm Mậu Dần. Lời tòa soạn. Phát súng ân huệ là một trong những câu chuyện quá đau thương đối với người lính thủy quân lục chiến nói chung, người y sĩ trưởng tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến nói riêng, và sự tàn ác của đối phương. Tàn ác tới độ có nhiều độc giả không tin đó là sự thật mà là một câu chuyện hư cấu. Để giúp độc giả hiểu rõ hơn về trận chiến mà bác sĩ Lê Hữu Sanh đã hy sinh, chúng tôi xin ghi lại đôi dòng của đại tá Tôn Thất Soạn nói về trận đánh này. Tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến sau 3 tháng hành quân tăng phái cho sư đoàn 2 bộ binh ở Quảng Ngãi với nhiệm vụ lùng và diệt địch để bảo vệ an ninh cho dân chúng. Khi chấm dứt nhiệm vụ, tiểu đoàn chuẩn bị về nghỉ dưỡng quân tại hậu cứ, suối Lồ Ô, Thủ Đức. Nhưng giờ phút chót lại có lệnh triển hạn thêm một ngày để hành quân lục soát theo yêu cầu của sư đoàn 2 bộ binh. Ngày N tháng 6 năm 1966, lúc 8 giờ sáng, tiểu đoàn 5 được trực thăng vận xuống một khu làng thuộc quận Mộ Đức mà tình báo địa phương tình nghi có địch ẩn trú. Tiểu đoàn 5 chia làm hai cánh. Cánh A có thiếu tá Dương Hạnh Phước chỉ huy, gồm có đại đội 4, bộ chỉ huy tiểu đoàn, đại đội cánh B do tiểu đoàn phó đại úy Phạm Nhã chỉ huy, gồm có đại đội 1 và đại đội 3, hai cánh quân tiến song song. Khi tiến chiếm các mục tiêu, cả hai cánh quân đều chạm địch nhẹ. Đến 4 giờ chiều thì cánh A đã lọt vào vòng phục kích của lực lượng chính. Chúng bố trí trong các giao thông hào ấp chiến lược với đủ mọi loại vũ khí nặng nhẹ, kể cả đại bác không giật, bắn trực xạ vào bộ chỉ huy tiểu đoàn 5, khiến thiếu tá Dương Hạnh Phước tử thương cùng với đại úy cố vấn Tom Kennedy, một hạ sĩ quan USMC, âm thoại viên cùng một số quân nhân thuộc bộ chỉ huy tiểu đoàn. Một số khác bị thương, trong đó có bác sĩ Lê Hữu Sanh. Bác sĩ Lê Hữu Sanh chỉ bị thương, nhưng sau đó chuyện gì đã xảy ra với anh thì xin quý độc giả trở lại với Phát Súng Ân Huệ.
quý danh của bác sĩ đã được binh chủng thủy quân lục chiến dùng để đặt tên cho bệnh viện của binh chủng, đó là bệnh viện Lê Hữu Sanh. Mũ xanh tôn thất soạn.